Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TND. Vâng, thưa bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn đó là chiếc Dell Alienware M16R2, phiên bản được trang bị con chip Intel thế hệ thứ 14, có chip là U7 và U9 các bạn ạ. RAM có thể mở rộng tối đa là 64GB RAM và kèm theo hai khe cắm ổ cứng là 8TB. Các bạn thấy là thiết kế hoàn toàn mới. Bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu công nghệ chiếc máy này nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, thiết kế của phiên bản năm 2024 đã thay đổi các bạn ạ. Đằng sau thì các bạn thấy cái gáy nó không còn quá hầm hố như các phiên bản được sản xuất năm 2023 và nó không còn LED sáng đằng sau các bạn ạ. Với hình thức thiết kế ở đây, các bạn sẽ nhìn thấy cũng rất thể thao với những cái hình kiểu dạng như là than tổ ong tại Việt Nam, giống như cái tổ ong đấy các bạn ạ. Giống như cái phiên bản trước đó, cổng sạc ở đằng sau như này này, cổng HDMI và hai cổng thu nút 4. Với thu nút 4 thì băng thông ra bên ngoài lên đến 40GB một giây. Các bạn có thể cắm kèm theo cặc màn hình hoặc cặc âm thanh để tăng tốc độ xử lý cho chiếc máy này, âm thanh sẽ hay hơn. Hoặc các bạn có thể cắm thêm cặp cái màn hình ở bên ngoài siêu nét, ví dụ như màn hình bây giờ thì sẽ có 6K hoặc 8K qua cổng này các bạn nhé. Bản lề thì nó cũng rất nhỏ này, nhưng mà mình mở thử xem nào. Và màn hình bây giờ thì sẽ mở được như này luôn các bạn nhé. Đó. Phần bên tay phải của mình thì thêm một cái hốc tản nhiệt nữa các bạn ạ, hai cổng USB và một đầu độc thẻ mini SD ở đây, nhỏ xíu này các bạn này. Đây là hốc loa. Đằng trước với ngôn ngữ thiết kế tối giản và không bố trí bất kỳ cổng gì, và cái gờ mở máy đây cũng không có luôn. Bên này thêm một hốc tản nhiệt nữa các bạn ạ và có cổng LAN để các bạn có thể dùng mạng nội bộ. Đây là cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5, còn đây là hốc loa này, còn bên dưới này. Nhìn cái hình kiểu dạng như này nhìn cũng khá là đẹp đúng không các bạn? Mà nó cũng rất là khỏe máy. Không khí sẽ được hút vào đây và đẩy khí nóng ra 4 hốc nhá. Đây và đây. Và việc mở chiếc máy này ra thì cũng không quá khó. Các bạn hoàn toàn có thể tự mở ra để xem cái linh kiện bên trong, hoặc là các bạn có thể vệ sinh, bảo dưỡng hay nâng cấp cho chiếc máy này. Bây giờ thì mình sẽ mở ra và mình xem thiết kế bên trong, nâng cấp như nào mình sẽ chỉ luôn cho mọi người nhá. Còn những cái phần nhựa này các bạn này, nó để trên mặt phẳng mà không bị cập kênh, và cái phần này thì nó làm thoát khí này các bạn ạ. Với trọng lượng của phiên bản Dell Alienware M16R2 thì đã nhẹ hơn, bây giờ nó chỉ xấp xỉ 2,6 cân, trong khi đó phiên bản R1 đó là 3,2 cân các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, thì mở chiếc máy này ra không quá khó các bạn ạ. Các bạn có thể thấy bên trong máy sẽ có hai slot cắm RAM có thể mở rộng tối đa là 64GB RAM và bút RAM là DDR5 các bạn nhé, 5600 các bạn ạ, MHz. Máy có hai khe cắm ổ cứng song song, có thể chạy chế độ RAID, có nghĩa là hai khe cắm có thể lắp tối đa là 8TB. Bởi vì ổ cứng SD bây giờ dung lượng lớn nhất cho 2280 thì là 4T các bạn nhé, 8T chiếc máy tính này. Các linh kiện như bao gồm CPU và GPU onboard trực tiếp trên bo mạch chủ và không thể nâng cấp. Ở đây các bạn sẽ thấy máy có đến 6 ống đồng này, dẫn nhiệt này và quạt cánh như này, rất nhiều cánh và nó cực mỏng, sẽ giúp tiết kiệm cái không gian ở bên trong. Có nghĩa là nhiều không gian hơn, xin lỗi các bạn, là nhiều không gian hơn mà tản nhiệt sẽ tốt hơn. Đây là khe cắm, đây là wifi các bạn này. Công suất của pin là 90Wh, nói chung duy trì những chiếc máy game này nếu các bạn sử dụng chế độ văn phòng khoảng 6 giờ, còn chơi game căng hoặc là sử dụng các phần mềm đồ họa nặng thì chắc khoảng 3 tiếng thôi các bạn ạ. Hai cái loa này nhìn cũng hơi nhỏ. Tóm tắt lại thì chiếc máy sẽ cho phép các bạn nâng cấp tối đa ổ cứng là 8T và RAM tối đa là 64GB RAM. Các linh kiện khác được onboard trực tiếp trên bo mạch chủ, không thể nâng cấp. Khi các bạn mua máy cũng phải tính toán cấu hình xem có phù hợp với mình hay không nhé. Bây giờ thì mình sẽ đóng vào test hiệu năng thực tế của máy ra sao. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, cái mặt trước của chiếc máy này thiết kế này, các bạn sẽ thấy là LED phím bây giờ là LED từng vùng, LED RGB. Và đặc điểm mới của phiên bản R2 đó là tích hợp lại cái đèn LED trên cái tút bát chuột này, nhìn nó đẹp hơn. Mà trên này có phủ một lớp cao su đặc biệt để chống bám vân tay này. Hành trình bàn phím khá cao. Rất tiếc với phiên bản màn hình 16 inch nhưng lại thiếu đi bàn phím phụ các bạn ạ. Nếu như các bạn muốn đủ bộ chơi game mà thích thì các bạn lên cắm thêm một cái bàn phím từ bên ngoài. Phím nguồn được tích hợp cả đèn LED, logo Alienware này, đổi màu được các bạn nhé. Đây, những cái hốc này, này cũng là những cái chi tiết kiểu hình tổ ong như này, rất đẹp này. Tút bát này, trái phải anh em bấm bình thường nhé. Mặt phẳng nhưng mà bấm bình thường. Đây, cấu hình của máy đây, các bạn ơi xem này. Màn hình 16 inch với tỷ lệ 16:10. Camera ở bên trên này. Cấu hình của chip đó là U7 155H này. RAM 16GB trên phiên bản này. Màn hình 16 inch 2K. Độ phân giải là 2560 x 1600 và 240Hz, có nghĩa là tần số quét của màn hình. VGA mình đang có phiên bản là RTX 4050. Ngoài ra là chúng ta sẽ có RTX 4060 và 4070 các bạn nhé. Các bạn ơi, đây là củ sạc của máy này, sạc kiểu dạng oval như này.
Công suất của sạc là 240W. Cái sạc này rất đắt nên các mọi người dùng cẩn thận nhá. Chân kim đặc trưng của dòng Alienware này. LED có LED ở đầu đèn này, ở đầu cái sạc các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra phần cứng bên trong này. Một đặc điểm rất là hay trên phiên bản Alienware thế hệ mới đã được tích hợp camera IR. Trong đó các phiên bản trước thì không có cái phần mềm không có camera IR, có nghĩa là mở máy bằng khuôn mặt các bạn ạ. Bởi vì hầu hết những chiếc máy game thì lại không được quan trọng tính năng về bảo mật. Chiếc máy này đã được nâng cấp, đã có rồi các bạn nhé. Ổ cứng được trang bị trong máy là của Samsung này. Với dung lượng là 1TB, 1024GB. Cái này là PM chắc là 991 các bạn ạ. Vega này. Với dòng chip thế hệ mới được tích hợp cái một cái nhân trí tuệ nhân tạo thì nó sẽ có con Vega rời ở đây. Xin lỗi các bạn ạ, Vega On ở đây thì nó cũng sẽ có con ARC này. Thay thế cái Iris Xe các bạn ạ. Còn đây là Vega rời này, RTX 4050 dung lượng 6GB. Đây các bạn thấy, một cái điều rất mới nó ở Wi-Fi 7 các bạn ơi. Đây, lần đầu tiên mình được review chiếc máy được trang bị cái công nghệ Wi-Fi mới, đó là Wi-Fi 7. Đây là con chip Ultra 9 này các bạn này. Xin lỗi các bạn là Ultra 7, ngoài Ultra 7 sẽ có Ultra 9 các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ test các phần mềm khác này. Vâng thưa các bạn, Wi-Fi 7 với tên gọi thân thiện hơn, với chuẩn ở đây là IEEE 801.11BE các bạn nhé, tạo ra băng thông lên đến 5.8 Gigabit một giây, tức là khoảng 725 MB một giây các bạn ạ. Chuẩn Wi-Fi 6 thì nó sẽ thấp hơn. Nó ứng dụng cả băng tầng là 2.4 lẫn 5 GHz, kết hợp cả băng thông mới đó là 6 GHz. Thêm nữa, Wi-Fi 7 sẽ tận dụng các kênh tần số như là 20, 40, 80 và 160 và 320 MHz. Vì thế các thiết bị đầu cuối Wi-Fi 7 sẽ có băng thông chuyển rất nhanh. Đây các bạn sẽ thấy là con ổ PCIe Gen 4, cái tốc độ đọc xấp xỉ 7GB một giây và tốc độ ghi 5GB một giây. Đây là ổ cứng có tốc độ rất là cao. Bây giờ mình sẽ test qua phần mềm C-Band 15R cho thấy hiệu năng của CPU nhé. Các bạn sẽ thấy là cái tiến trình sản xuất chip của em Intel Ultra 7 này là Intel 4 các bạn ạ. Con chip này có tầm giá khoảng 500 đô. Con chip có tên mã là Metalake rồi các bạn ạ. Ultra sao nhanh thế, vừa bấm đã xong rồi. Cái CPU có điểm số lên đến 2740 CB. CPU có 16 lõi và 22 luồng các bạn ạ. Hoạt động ở xung nhịp cao nhất là 4.80 và thấp nhất là 1.4 các bạn ạ. Có nghĩa là để tiết kiệm điện này các bạn. Và hoạt động ở xung nhịp trung bình là 2.5 hoặc 3.8 các bạn nhé. Bộ nhớ cách là 24 MB. Công suất tiêu thụ thấp nhất là 20W và cao nhất là 115W và trung trung là 28W. Đó là cái hiệu năng của em CPU Ultra 7. Bắt đầu đến thế hệ chip mà thế hệ Intel thế hệ Ultra này thì sẽ tích hợp cái nói trí tuệ nhân tạo AI đấy các bạn ạ. Nó còn gọi là AI đấy các bạn ơi, đọc tiếng Anh là AI thì chính xác hơn. Ai chả 160.63 FPS, một điểm số tương đối ấn tượng cho một con chip Ultra 7. Và ở đây là RTX 4050. Một chi tiết mình cảm thấy rất là ok trên phiên bản này, đó là camera của máy là Full HD và quay với khung hình là 30 khung hình một giây. Và mic này các bạn này, nhận diện khuôn mặt là một điểm cộng trên chiếc máy này nữa. Tản nhiệt cũng tương đối là mát. Ở đây thì mình đang test qua phần mềm Fullmax đang chạy chế độ 3D. Nhiệt độ hoạt động ở ổn định ở mức khoảng 70 độ C. Mức FPS có được là 164 hoặc 165 gì đấy. Alienware cái dòng thế hệ trước đó thì mình cảm giác như test rất nóng các bạn ạ. Không mát như dòng Lenovo Legion của Lenovo. Con này chưa được ứng dụng cái công nghệ tản nhiệt nước trên cái dòng Lenovo. Đã có tản nhiệt nước các bạn ạ, trên laptop luôn. Nhiệt độ ổn định khoảng trên 70 độ C, mức khoảng 76 độ ở chế độ 3D. Đủ độ nhiệt độ nó dừng rồi các bạn này. Được cái là quạt nó không bao giờ là không quá ồn. Và chế độ 2D ở đây thì mình chẳng hiểu sao để FPS nó đẩy đến khoảng 1000 và nhiệt độ lại khá nóng các bạn ạ, nó cũng khoảng trên 80 độ. Nói chung Alienware được cái là cái sức mạnh phần cứng của nó tốt và cái hiệu năng hoạt động rất là cao. Nhưng mà nhiệt độ thì nóng hơn so với dòng laptop khác. Các bạn chú ý cái thông số của màn hình nhé. Bản mà có cái tầng số quét là 165Hz thì sẽ không có camera nhận diện khuôn mặt IR, mà bản 240 mới có các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, thì mình đang test cái chất lượng màn hình của chiếc máy này nhé. Rất tiếc là cái màn hình này thì độ sáng của nó chỉ đạt là 300 nits thôi các bạn ạ.
nhưng được bột đổi lại thì chúng ta sẽ có tầng số quét là 240 và tỷ lệ 3 phủ màu là 100% RGB và 100% DCP3. Màn hình có độ LED rất tốt này các bạn này, màn hình 2K. Với cái khung hình chuyển động là 240 dành cho các game thủ nữa, các bạn chơi game là cực ok luôn. Loa của máy mình sẽ mở hết công suất để có to không? Loa chỉnh ở đây góc này bạn này. Đây mình đang mở hết là 100% loa này. Mình cảm giác như hai cái loa này nó hơi nhỏ các bạn ạ. Bởi vì mình nhìn thấy cái loa bên trong nó cũng hơi nhỏ. Các bạn thấy là màu sắc nó siêu LED đúng không? Cực kỳ sinh động và góc nhìn kiểu 178 độ. Các bạn hoàn toàn có thể nhìn trên màn hình. Màn hình này có chống lóa luôn các bạn nhé. Nói chung thì dành cho các game thủ hay là anh em mà dùng để lĩnh vực thiết kế design thì cực kỳ chính xác, không sợ bị sai màu. Chất lượng loa của máy thì sẽ cho ở thang điểm 8, còn màn hình sẽ cho ở thang điểm 10. 1, 2, 3. Vâng thưa các bạn, mình đang test qua phần mềm Adobe Premiere phiên bản 2020 về khả năng dựng video của chiếc máy này. Đây là một đoạn video 4K với dung lượng là 1 phút các bạn ạ. Máy mất 17 giây để xong một đoạn video 4K với dung lượng hơn 1 phút. Bây giờ cái nghề editor, có nghĩa là cái nghề mà các bạn dùng video để có thể làm lĩnh vực truyền thông, nó đang cực kỳ quan trọng ở xã hội bây giờ. Chính vì thế một cái máy mà càng nhanh thì sẽ tiết kiệm cái thời gian các bạn dựng những đoạn video, và nó dựng nó sẽ chuyên nghiệp và rất nhanh. Các bạn muốn chỉnh LED bàn phím và những cái hiệu năng bên trong máy thì có thể sử dụng phần mềm Alienware Command Center đây nha các bạn nhé. Bấm vào đây thì chờ nó load về máy, nó tải về xong hết nó sẽ hiện hết thông số ở đây. Anh em có thể chỉnh sau nhé. Những cái LED phím này, LED phím mật nguồn và LED logo đằng sau và LED chuột đều chỉnh được các bạn ạ. LED ở đây các bạn thấy là LED RGB từng phím luôn nhá. Vâng thưa các bạn, là mình test game thì cho cái nhiệt độ chơi game ở mức khoảng trên 80 độ và hình ảnh hiển thị của màn hình 240Hz khá tốt các bạn ạ. Khung hình chuyển động rất mượt và màu sắc hiển thị cũng cực sinh động luôn. Có điều là nhiệt độ chơi game luôn ở mức là trên 80 độ C, khá nóng cho một chiếc laptop. Vâng thưa các bạn, là sau khi mình trải nghiệm xong với chiếc Dell Alienware M16R2, mình nhận xét là như này nhá. Nếu mà về thiết kế các bạn sẽ thấy là ngôn ngữ thiết kế cực ngầu với logo người ngoài hành tinh, trẻ trung và năng động. Và chất lượng của màn hình thì các bạn thấy là màn hình 2K, tần số quét 240Hz cho cái chất lượng hiển thị rất tốt. Về hiệu năng của máy thì là vô cùng tuyệt vời. Có điều là nhiệt độ thì sẽ hơi cao một chút bởi vì cái hiệu năng của máy nó đạt rất là cao. Và là dòng máy được định hình ở phân khúc cao cấp, chính vì thế giá của chiếc máy này cũng không hề rẻ. Với phiên bản này đang có giá bán xấp xỉ khoảng 40 triệu đồng tại thị trường. Với cái phiên bản được trang bị chip Ultra 9 và phiên bản cao cấp nhất lên đến hơn 60 triệu các bạn ạ. Nói chung không rẻ trong một chiếc laptop tí nào cả. Tóm lại thì tiền làm của lấy thôi các bạn nhé. Thiết kế của máy thì mình nhìn chưa thực sự được quen cho lắm, bởi vì trước đó thì cái hốc tầm nhìn đằng sau nó có LED, nếu mà nhìn đằng sau thì nó cực ngầu và rất là đẹp. Nhưng bớt đi cái LED thì cái chiếc máy này có thể nhìn nó sẽ hiền hơn một chút. Các bạn có thể đi làm trong môi trường văn phòng cũng được các bạn nhé. Và ở đây thì các bạn thấy với phiên bản màn hình 16 inch, nhưng mà ở đây lại thiếu đi cái bản phím phụ. Nói chung là cũng sẽ bấm nó sẽ không được thực sự được sướng cho lắm. Bởi vì hầu hết các game thủ hay các bạn mà sử dụng máy mà hiệu năng cao thì vẫn cần thêm một cái bản phím phụ từ bên ngoài các bạn ạ. Với các cổng kết nối hoàn toàn đầy đủ, được tích hợp Wi-Fi đời mới, đó là Wi-Fi 7 với băng thông cực mạnh lên đến 5.8 Gigabit/s. Vâng thưa các bạn, là chương trình chân tay và trải nghiệm chiếc Dell Alienware M16R2 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TĐD bằng cách đăng ký kênh. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất về laptop của shop nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.